Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Nanchesol. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Nanchesol cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của Nantresol Hoạt chất Nantresol HCL 50mg Dạng bảo chế Dạng viên nén bao phim Công dụng và chỉ định Chỉ định điều trị chứng nghiện rượu Cũng là thuốc đặc trị nghiện heroin theo cơ chế đối kháng. Nantresol ngăn chặn tác dụng dược lý của các chất dạng thuốc phiện ngoại sinh. Nanceon hỗ trợ duy trì giữ sạch với opioid sau khi người bệnh đã trải qua ít nhất 72h điều trị giải độc opioid. Cách dùng. Thuốc dùng đường uống. Liều dùng. Thuốc dùng theo chỉ định của bác sĩ. Chống chỉ định. Không dùng cho những bệnh nhân mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc. Bệnh nhân đang còn lệ thuộc opioid. Bệnh nhân sử dụng opioid nhằm giảm đau. Bệnh nhân viêm gan, suy gan cấp. Bệnh nhân không đạt khi xét nghiệm thử phản ứng với naloxone. Bệnh nhân thiếu opioid cấp tính. Lưu ý khi sử dụng. Nguy cơ gặp hội chứng cai cấp tính ngay lập tức khi khởi liều nancezone do cắt cơn giải độc heroin không hoàn toàn. Nguy cơ ngộ độc quá liều do tái sử dụng heroin trong lúc đang sử dụng nancezone. Đây là nguy cơ lớn nhất khi dùng nancezone do cơ chế phong bế và đối kháng của thuốc. Khi tái sử dụng heroin với liều lượng thông thường, tác dụng của heroin bị vô hiệu hóa, người bệnh không còn cảm giác sảng khoái nữa. Nếu vẫn cố tình sử dụng để đạt khoái cảm thì cần phải tăng liều heroin lên gấp 5 lần thậm chí 10 lần liều cũ và khi đó sẽ bị ngộ độc do quá liều, có thể dẫn đến tử vong. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Nanchesol, đồng thời biết cách sử dụng Nanchesol, sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.